Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Ambo của mình. Thì trong video các bạn, mình giới thiệu cho các bạn một cái kèo Telegram mà mình nghĩ là các bạn đừng nên bỏ qua. Một kèo miễn phí các bạn nha, là chúng ta sẽ khai thác cái con Aris các bạn. Cái con coin này á, nó đã list lên 4 sàn rồi và giá của nó hiện tại khoảng 1,5, 1,4 đô các bạn nha. Và tổng cung của nó chỉ có 102,5 triệu cái con Aris này thôi, cho nên là các bạn tranh thủ nha. Bởi vì các bạn biết rằng là cộng đồng của Telegram rất là lớn, cho nên là chỉ cần họ nhảy vô họ khai thác thì các bạn kiếm rất ít, cho nên là các bạn phải tranh thủ. Kèo này cũng khá mới ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký. Đường link này mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên nha các bạn nhé. Các bạn thấy các bạn hãy kích vào ủng hộ mình các bạn nha. Mà trước khi mình hướng dẫn các bạn đăng ký thì chúng ta hãy copy contract ha. Chúng ta đi vào CoinMarketCap, chúng ta kiểm tra. Nó sẽ list lên 4 sàn nào nhé. Rồi, mình đã search sẵn cái CoinMarketCap rồi này. Bây giờ mình sẽ đi vào đây. Chúng ta search. Để chúng ta xem nha. Rồi, ở đây mình sẽ chọn USDT đi. Đâu rồi? Đây. Mình sẽ chọn USDT các bạn nha, cho nó dễ xem ha. US D ha, T luôn, không có thì USD. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cái nút search nè, mình tìm cái contract của nó nha. Rồi mình gõ vô, mình dán vô các bạn, mình dán vô rồi mình bấm ha, thì nó sẽ tự động nó ra ha. Ra con Aris nè. Được chưa? Rồi các bạn bấm vô chữ Aris này. Thì các bạn thấy đây là giá của nó là 1,41 đô, được chưa? Và đang giảm 1,26% ha. Các bạn đợi chút xíu cho nó tải dữ liệu nha. Rồi, chúng ta xem tổng quan của nó các bạn. Đây nè. Tổng cung của nó là 102,5 triệu ha. Con Aris. Rồi, ngoài cái đó là một số cái thông tin các bạn có thể coi thêm nha, mình nói sơ sơ thôi. Ngoài ra thì chúng ta xem ở cộng cỡ các thị trường giao dịch nè. Các bạn đợi chút xíu cho nó list lên nha. Đây. Thì đây đâu rồi, thị trường giao dịch nha, nó list lên sàn MET các bạn, LBAN, PancakeSwap và FinanceBox ha. Đó, 4 sàn. Biết đâu sau này nó list thêm Binance, OKX vân vân thì sao, các bạn nghĩ xem giá nó như thế nào, rất là cao nha. Cho nên là bây giờ các bạn đừng bỏ qua cơ hội này, mà các bạn thấy các bạn lập tức bấm vô. Bởi vì các bạn biết đăng ký trên Telegram nó rất là dễ, các bạn chỉ cần kích vô là cái là xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ kích vô đường link này, mình đăng ký cho các bạn xem ha. Mình kích vô. Rồi, khi các bạn kích vô một cái, xin lỗi, cái này là nó ra rồi các bạn, cái này là mình đã đăng ký rồi. Mình sẽ hướng dẫn. Đây, mình đang khai thác ha, cái này là tài khoản mình đang khai thác. Được chưa? Đó, mình đang khai thác cứ 6 giờ một lần nha, chúng ta phải chờ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ các bạn bấm vào đường link lại nha, đi vào trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, các bạn bấm vào đi các bạn. Rồi khi bấm vào các bạn thấy cái nút star nè, star đã chưa, các bạn bấm vào. Rồi, sau khi các bạn bấm vào, các bạn hãy bấm vào chữ nút mining nha. Rồi, các bạn bấm tiếp tục star nữa cho mình. Thì nó sẽ hiện trang web ở trên Telegram các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, nó sẽ khai thác 0,5 Aris mỗi ngày nha. Mỗi giờ chứ. Ha. Rồi, các bạn để ý đây là 6 giờ các bạn claim một lần ha. Được chưa các bạn? Rồi. Bây giờ các bạn đi vào đây nè, các bạn làm nhiệm vụ nha, được chưa? Kích vô đây. Thì các bạn thấy ba cái nhiệm vụ đó là
join Telegram và follow Twitter và thăm viếng website ha. Thì các bạn kích vào cái mũi tên này nè, bạn join vào. Mình sẽ làm tượng trưng một cái nhiệm vụ thôi các bạn nha, bấm join ha. Bấm join vào các bạn ha. Rồi. Sau khi các bạn bấm join rồi các bạn quay ra nha, các bạn quay ra. Thì mình vẫn thấy chưa nó cộng các bạn, không biết là như thế nào. Đó rồi các bạn follow Twitter, các bạn bấm y chang như vậy, follow cho họ ha, vào thăm viếng website của họ. Nói chung là mình cũng mới đăng ký chiều thôi. Rồi bây giờ nó có cái nút gọi là rep các bạn, tức là tuyển rep ha. Thì các bạn bao nhiêu cái tài khoản Telegram các bạn chơi hết vô. Ở đây nó sẽ có hai cấp độ các bạn nhé. Cấp độ đầu tiên các bạn sẽ được 10%. Cấp độ thứ hai các bạn sẽ được 2% ha. Thì các bạn bấm vào chữ copy referral nè. Đó, mình bấm copy chưa? Rồi, khi mình bấm copy rồi á, mình sẽ quay ra ha, mình nói chung là mình sẽ để lên Telegram nhé. Nói chung là các bạn copy, các bạn dán ở đâu đó trên cái mạng Facebook hay đâu đó để mà tuyển người ha, tuyển rep nha các bạn nhé. Rồi có nút boost nữa, nút boost là nút tăng thêm phần thưởng đó. Thì cái này nó hơi bị lag các bạn ha, hơi bị lag. Rồi các bạn lâu lâu các bạn kích vào, nó hơi bị lag, mình bấm vào nó không ăn. Đó, cứ 6 tiếng các bạn vô lên một lần ha, 6 tiếng. Được chưa? Rồi các bạn tranh thủ đó, các bạn đào được nhiều hay nhiều ha. Cái kèo này mới ra thôi, nên là chúng ta tranh thủ các bạn nha. Ngoài ra thì còn mình còn có những cái kèo về Yescoin vàng các bạn ha. Các bạn, ngoài ra thì mình có kèo Yescoin vàng này cũng ok đó các bạn ha, cũng ngon nè. Cho nên là các bạn, mình để trong mô tả video bình luận tiên luôn, sẵn các bạn đăng ký luôn các bạn nha. Đó, chơi cũng ngon lắm ha, được. Nói chung là thấy nó khá ổn ha. Cái này dễ các bạn lấy ba ngón tay các bạn quơ giống như bạn xó vậy đó, thì nó sẽ ăn nè, thấy chưa. Nó khác như cái thằng kia bấm như các bạn này so, các bạn quét á, các bạn lấy ba ngón tay các bạn chà lên màn hình á, chà nhẹ thôi ha, thì nó sẽ ăn. Hoặc các bạn cài con bot nó tự đào cho các bạn luôn, các bạn không cần phải đào, mệt lắm ha. Đó các bạn thấy không, đó là kèo Yescoin này cũng khá là ok đấy các bạn nha. Cho nên là các bạn tranh thủ kèo này luôn, mình để trong mô tả video bình đầu tiên nha. Có vài kèo Yescoin các bạn không làm luôn ha, Yescoin trắng, Yescoin vàng cũng nữa, rồi meme phi nữa ha. Đó, các bạn làm luôn, và con bunny nữa. Cho nên là mình để hết trong cái mô tả video này, các bạn thấy làm theo, nói chung là kèo cũng khá được ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video nha các bạn nhé. Nếu thấy khó khăn thắc mắc gì có thể bình luận dưới video, và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó bật cái chuông thông báo các bạn để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.